Báo cáo các bác, khi chúng ta nuôi phượng hoàng đuôi dài thì nó rất là đẹp. Đấy. Con đực là cái con đuôi đuôi dày hơn, làn đuôi rộng hơn. Còn con cái là bên phải màn hình nhỏ các bạn, rất đẹp, luôn chân luôn tay luôn. Đấy. Clip phượng hoàng số 277. Loại này thì nó ăn thịt ba chỉ, ăn thạch thùng, anh ăn sâu, ăn dế, ăn hoa quả, ví dụ như đu, ăn cám cỏ, ăn thập cẩm hết. Đấy. Nó ăn cả mùi tươi, côn trùng, hoa quả và cám cỏ các bạn nhé. Đấy. Đầu nó có một cái điểm vầng bạc, chân màu vàng đu đủ, mỏ màu vàng đu đủ và kêu được, hót được. Đặc biệt là đuôi rất là dài. Đấy. Bác nào đúng chân muốn tìm một đôi phượng hoàng mã số 277 này, alo cho em. Đồng chí Thao kênh Chim Cu Gầy Hay, số điện thoại là 033 5305982, hoặc các bạn có thể đến địa chỉ cổng trại Đà Điểu, thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip.